Luật máy bay, bay ném bom nga đồng loạt xuất kích trả đũa ukraine. Ukraine ngàn cân treo sợi tóc, ông trump hành động quyết liệt. Hezbollah nói đã chiến thắng Israel, Hamas tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn. xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị theo dõi. Loạt máy bay ném bom nga đồng loạt xuất kích trả đũa ukraine. Gần đây, bộ trưởng bộ ngoại giao nga sergei lavrov cho biết, moscow sẽ trả đũa các cuộc tấn công liên tục của ukraine trên lãnh thổ nga bằng tên lửa tầm xa do phương tây cung cấp. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi kiev bắn tên lửa atacms do mỹ sản xuất vào lãnh thổ được quốc tế công nhận của nga bất chấp cảnh báo trước đó từ Điện Kremlin. Ông Lavrov nói với tờ Rossiyskaya Gazeta, các cuộc tấn công bằng tên lửa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga là một bước gia tăng căng thẳng. Tất cả các cảnh báo của chúng tôi rằng, những hành động không thể chấp nhận được này sẽ phải đối mặt với phản ứng thích đáng đã bị bỏ qua. Theo đó mới đây, không quân Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Các vụ nổ lớn được ghi nhận ở nhiều nơi, trong đó có các thành phố Kiev, Kharkov, Mykolaiv, Odessa, Lusk và Rivne. Các vụ tấn công cũng nhắm vào các tỉnh Sumy, Khmelnytsky, Ivano-Frankivsk, Lviv và Volyn. Quân Kievsky, đông dân của Kharkov cũng bị trúng tên lửa trong cuộc tấn công này. Thống đốc khu vực Oleksiy Hobov cho biết, các tòa nhà kinh doanh và dân cư đã bị hư hại, không có thương vong nào được báo cáo và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết, Nga đã giáng một đòn mạnh vào lưới điện quốc gia với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng diễn ra trên khắp cả nước. Ukrenergo, đơn vị điều hành lưới điện nhà nước Ukraine, đã thông báo cắt điện khẩn cấp ở nhiều khu vực nhằm bảo vệ hệ thống năng lượng khỏi các cuộc không kích của Moscow. Còi báo động vang khắp Ukraine, khi nước này phát hiện hoạt động xuất kích của hàng loạt máy bay chiến đấu Nga. Theo dữ liệu trên trang theo dõi hoạt động của các máy bay chiến đấu, khoảng 20 máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-160 của Nga đã cất cánh từ một số căn cứ không quân ở miền Bắc và miền Trung nước Nga. Hiện chưa rõ quy mô cụ thể, song trang Avia Pro dẫn các nguồn tin quân sự cho biết đây là một cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm cả tên lửa và máy bay không người lái UAV. Theo thông tin ban đầu, ít nhất 45 tên lửa hành trình của Nga, trong đó có Kalip và KH-101, được phát hiện bay vào không phận Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ à tầng quan trọng bao gồm cơ sở năng lượng, cơ sở hậu cần quân sự. Nga đã bắt đầu tăng gấp đôi các cuộc tấn công vào lưới điện của Ukraine khi nước này bước vào mùa đông thứ ba trong tình trạng xung đột gia tăng. Cùng với việc bị tăng cường không kích, gần đây Ukraine còn phải đối mặt với một mối đe dọa khác từ Nga, một tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM mới, có tên gọi là Oresnik, được Nga phóng trong cuộc tấn công vào Pro trước đó. Cuộc tấn công đã khiến hội đồng NATO-Ukraine phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp và đưa ra lời kêu gọi mới về các hệ thống phòng không tiên tiến từ các đối tác phương Tây. Ukraine báo động khắp lãnh thổ khi 7 máy bay Tu-95MS của Nga xuất kích Pravda Ukraine mới đây đã dẫn thông báo của không quân Ukraine cho biết cảnh báo không kích được kích hoạt chuyển khắp lãnh thổ Ukraine do mối đe dọa nguy hiểm về tên lửa sau khi quân đội Ukraine phát hiện Nga cho xuất kích 7 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS. Cụ thể, không quân Ukraine nêu rõ, hoạt động của bốn oanh tạc cơ Tu-95MS từ sân bay Olenia thuộc vùng Murmansk thuộc Nga có được ghi nhận bay theo hướng Đông Nam, nhưng không cho biết thông tin về hướng bay của ba oanh tạc cơ Tu-95MS còn lại. Được biết, Tu-95MS nhiều lần được Nga sử dụng trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Nó được thiết kế để khai hỏa các loại tên lửa dẫn đường tầm xa như KH-55-101. Trước đó ít phút, không quân Ukraine phát hiện Nga khai hỏa nhiều loạt tên lửa hành trình Kalib từ khu vực Biển Đen vào nước này, nhưng chưa rõ tác động. Quân đội Ukraine ghi nhận nhiều máy bay không người lái UAV xâm nhập lãnh thổ vào buổi đêm trên kênh Telegram chính thức, không quân Ukraine cũng nói rằng một nhóm tên lửa cũng đang lao về thủ đô Kiev và khu vực Khmelnytsky, nơi đặt căn cứ không quân quan trọng nhất của Ukraine. Truyền thông Ukraine cùng ngày cũng ghi nhận loạt vụ nổ lớn vang lên ở thành phố Lviv phía tây, thành phố Odessa bên bờ biển đen, ở tỉnh Kharkov phía bắc giáp biên giới với Nga và ở thành phố Lutsk, thủ phủ của tỉnh Volyn phía tây bắc. Nguồn điện tại Lutsk bị ngắt sau các tiếng nổ thông tin về đợt tập kích quy mô lớn của Nga và Ukraine xuất hiện trong bối cảnh Moscow những ngày qua, cảnh báo đáp trả quyết liệt việc ký ép sử dụng tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất và tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh vào sâu trong lãnh thổ Nga. Theo hãng TASS của Nga, TU-95 là máy bay ném bom động cơ thua cánh quạt, được thiết kế để tấn công các mục tiêu của kẻ thù bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân chiến thuật ở những khu vực xa xôi và sâu trong hậu phương của đối thủ. Phiên bản TU-95MS thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 14 tháng 9 năm 1979 và được đưa vào sử dụng từ năm 1981. Máy bay ném bom chiến lược TU-95MS có thể đạt tốc độ 830 km/h và tầm hoạt động 11.000 km. TU-95MS có phi hành đoàn 7 người, chở theo được tên lửa hành trình tầm xa cùng hai súng cỡ nòng 23 mm. Tên lửa Uresnik sức mạnh hủy diệt khủng khiếp gấp 50 lần bom Hiroshima. Cổng thông tin của chính phủ Nga mới đây công bố, thông tin tên lửa đạn đạo mới Oresnik của họ, nếu mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, có thể mang đầu đạn 900 kiloton. Cổng thông tin cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram, ở phiên bản hạt nhân, Oresnik có thể mang theo đầu đạn hạt nhân chiến thuật với tổng sức công phá lên đến 900 kiloton, gấp từ 45 đến 50 lần của bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1945. Tuy nhiên, Moscow khẳng định sẽ ít có khả năng họ sử dụng đến các đầu đạn hạt nhân mà chỉ sử dụng các đầu đạn thông thường. Ngoài ra, trang web này cũng cho biết thời gian để một tên lửa Rostnich bay từ bãi phóng tên lửa Krasnoyarsk, tỉnh Astrakhan, miền Nam nước Nga, đến trụ sở của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Bruxelles của Bỉ chỉ mất 17 phút, mất 15 phút để đến căn cứ không quân Ramstein của Đức và mất 11 phút để đến căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Rzeszow, Ba Lan. nguồn tin không nêu chi tiết thiết kế đầu đạn trên Rostnich nhưng cho biết tên lửa có thể mang theo khối đầu đạn nặng 1,5 tấn. Tên lửa Oresnik đạt tầm bắn tối đa khoảng 5.500 km và bay với tốc độ Mach 10 khoảng 12.400 km một giờ. có cả phiên bản hạt nhân và phi hạt nhân. Thông tin chi tiết về Oresnik được truyền thông Nga đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự Ukraine căng thẳng với việc Kiev tiếp tục sử dụng tên lửa tầm xa Atak do Mỹ sản xuất và tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh vào sâu trong lãnh thổ Nga. Trước đó, Nga đã phóng Oresnik tấn công nhà máy chế tạo phương Nam Yuzmas, một trong những tổ hợp công nghiệp quốc phòng lớn nhất Ukraine, đặt tại thành phố Dnipro, để đáp trả việc Ukraine lần đầu tiên bắn tên lửa tầm xa Atakemes vào lãnh thổ Nga. Quả đạn Oresnik mang theo nhiều đầu đạn và đánh trúng mục tiêu ở Dnipro với tốc độ cao. Các chuyên gia Nga tuyên bố đòn tập kích bằng tên lửa Oresnik đã giúp Moscow phát thông điệp mạnh mẽ đến Washington và đồng minh về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông Viktor litokin cựu đại tá Nga và hiện là một nhà phân tích quân sự nhấn mạnh. Tốc độ gần 11.000 km một giờ của quả đạn khiến phương Tây không có biện pháp nào để ứng phó. Động năng trong quá trình hồi quyển với tốc độ siêu vượt âm cũng giúp đầu đạn xuyên phá các công trình kiên cố, biến Oresnik thành vũ khí phù hợp để đối phó với những mục tiêu chiến lược. Giám đốc Justin Crum cũng có cùng quan điểm, cho rằng Nga đang phát cảnh báo đến phương Tây khi sử dụng loại tên lửa có tốc độ cao và sức sát thương vượt trội so với những khí tài từng tham chiến tại Ukraine trước đây. Nga tuyên bố đáp trả cuộc tấn công của Ukraine bằng siêu vũ khí khác. Theo RBC Ukraine, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở bán đảo Crimea, có thể xuất phát từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Trong khi đó, người dân địa phương thông báo về một cuộc tấn công vào sân bay quân sự Belbek thuộc thành phố Sevastopol. Các kênh Telegram đưa tin lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp sử dụng một nhóm máy bay không người lái tên lửa Netwin và tên lửa S-200 nhằm vào Sevastopol. Thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Ravoyev sau đó viết trên Telegram rằng, cuộc tấn công hỗn hợp của Ukraine vào Sevastopol đã bị đẩy lùi. Các cơ sở hạ tầng trong thành phố không bị hư hại. Hai tên lửa và năm máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên biển. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Belbek. Tuy nhiên, trong bản cập nhật mới nhất về tình hình xung đột, bộ này cho biết, 25 máy bay không người lái của Ukraine đã bị vô hiệu hóa trên Biển Đen và bán đảo Crimea. Ở diễn biến đáng chú ý, trong vài ngày qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng vũ khí tầm xa hai lần để tấn công khu vực Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị đáp trả các cuộc tấn công đó. Ông Andrei Koskin, chuyên gia quân sự, trưởng khoa phân tích chính trị và quá trình tâm lý xã hội tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov cho biết, lực lượng Nga có thể tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự, cũng như các trung tâm hậu cần cung cấp vũ khí và thiết bị cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Koskin nói với Info24, mục tiêu chính của các cuộc tấn công đó là làm giảm khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Tôi không loại trừ khả năng trong quá trình thực hiện các hành động trả đũa, quân đội Nga có thể sử dụng lại tên lửa Oresnik, một phiên bản thông thường của tên lửa này. Ông cho biết thêm rằng, lực lượng vũ trang Nga cũng có thể sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo kết hợp với UAV tấn công. Tuy nhiên, Điều thú vị là một số người vẫn tin rằng cuộc tấn công Oresnik của Nga vào Ukraine không hề mạnh mẽ chút nào. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga Valentina Matvienko cho biết, việc sử dụng tên lửa Oresnik là một minh chứng cho thấy Nga chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và Nga có các phương tiện, bao gồm cả siêu vũ khí, để đưa ra đòn đáp trả hữu hình và tất yếu. Bà Matvienko bày tỏ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo phương Tây sẽ rút ra kết luận đúng đắn từ những diễn biến mới nhất thức tỉnh và thừa nhận rằng họ đã thua, rằng họ đã không đạt được mục tiêu kiềm chế sự phát triển của Nga, rằng họ đã không gây ra thất bại địa chính trị cho Nga và ngồi vào bàn đàm phán về nhiều vấn đề khác nhau. Bà cảnh báo rằng nếu không làm như vậy, phương Tây sẽ đi vào ngõ cụt. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho rằng vẫn còn rất xa mới đạt được giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine, xét đến tình hình trên chiến trường. Nhà ngoại giao lưu ý rằng phương Tây vẫn ám ảnh với ý tưởng gây ra thất bại chiến lược đối với Nga đồng thời cảnh báo Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công mới nhất của Kiev vào các vùng lãnh thổ của Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp. Ukraine sau hơn 1.000 ngày giao tranh Mới đây, The Economist dẫn các nguồn tin từ Ukraine nhận định, quân đội Ukraine ngày càng cởi mở với khả năng nhượng bộ lãnh thổ và lệnh ngừng bắn. Giữa bối cảnh tinh thần chiến đấu suy giảm và sức ép từ lực lượng của Nga gia tăng, trong mùa xuân năm nay, đối mặt với thương vong nặng nề trên chiến trường, Ukraine đã giảm độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và tăng hình phạt đối với những người trốn nghĩa vụ quân sự. Hơn 1.000 ngày vừa qua là khoảng thời gian mà mọi người dân Ukraine, bất kể tuổi tác, nghề nghiệp hay nơi cư trú, đều trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đấu tranh trên mọi mặt của đất nước. Trong một cuộc đối đầu không gần sức, hàng nghìn sinh mạng của người dân và binh sĩ đã bị xung đột tức đi mỗi sự hy sinh là một nỗi đau và bi kịch không thể diễn tả thành lời. Cuộc xung đột đã không chừa một khu vực hay khu định cư nào ở Ukraine để lại đằng sau những đống đổ nát và nước mắt. Trong một bài báo được công bố mới đây, The Economist lưu ý rằng rất khó để ước tính thiệt hại thực tế của Ukraine cho cuộc xung đột với Nga vì các quan chức Ukraine và các đồng minh của họ không sẵn sàng đưa ra con số ước tính. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 2 tuyên bố ép mất khoảng 31.000 binh sĩ kể từ khi xung đột với Nga gia tăng vào tháng 2 năm 2022. Ông từ chối tiết lộ có bao nhiêu người bị thương với lý do rằng thông tin này sẽ cho Nga biết còn bao nhiêu người trên chiến trường. Tuy nhiên, The Economist dẫn số liệu từ các quan chức Mỹ cho biết tổng số thương vong của Ukraine hiện lên tới hơn 308.000 binh sĩ. Đồng thời, theo phân tích dựa trên các nguồn khác, con số này có thể lên tới gần nửa triệu quân trong đó có ít nhất 60.000 đến 100.000 người được cho là đã thiệt mạng. Giới Economist đưa tin, dường như còn 400.000 người nữa bị thương quá nặng đến mức không thể tiếp tục chiến đấu. Báo cũng dẫn trích trang web Ualoset, nơi theo dõi và lập danh mục tên và độ tuổi của những người đã thiệt mạng. Theo dữ liệu của trang web này, Ukraine đã mất ít nhất 60.435 binh sĩ, tức là hơn 0,5% dân số nam giới trong độ tuổi chiến đấu trước xung đột. Mặc dù dữ liệu về tổn thất của UA không đầy đủ và không thống kê độ tuổi của tất cả binh lính, The Economist cho rằng tỷ lệ thực tế những người đã thiệt mạng trong giao tranh cao hơn và số lượng binh sĩ bị thương nặng đến mức không thể chiến đấu thậm chí còn lớn hơn. Đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng tổn thất quân sự của Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022 đã lên tới gần 500.000 người, nhưng không đều rõ có bao nhiêu người thiệt mạng hoặc bị thương. Theo thông tin mới nhất từ bộ này, Kiev cũng đã mất hơn 35.000 binh sĩ kể từ tháng 8 cho cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tổn thất về nhân sự của đất nước ông trong cuộc xung đột chỉ bằng một phần nhỏ so với tổn thất của phía Ukraine, chỉ bằng một phần năm so với Kiev. Ukraine tiến hành thử nghiệm robot chiến đấu Với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày nay nhiều hệ thống robot chiến đấu mặt đất trên chiến trường đang được phát triển và thậm chí có những mẫu đã được đưa vào trang bị. Đặc biệt với khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo, các robot quân sự ngày càng thông minh hơn, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn. Ukraine hiện đang đẩy nhanh quá trình phát triển đội quân robot chiến đấu, vũ khí có thể được xem là tương lai của tác chiến hiện đại. Các công ty Ukraine tham gia chương trình Brave One đã thử nghiệm 100 phương tiện mặt đất không người lái UGV mới nhất. Brave One là một dự án của Ukraine nhằm điều phối và cấp vốn cho các công ty công nghệ quốc phòng để phát triển vũ khí mới cho Kiev để đối phó Nga. Ông Mikhail Fedorov, Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới, phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ, kiêm Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số của Ukraine thông báo. 100 robot của Ukraine đã được giới thiệu tại bãi thử nghiệm Brave One. Các nhà sản xuất đã thử nghiệm các nền tảng sơ tán y tế và hậu cần, tấn công không người lái, giải mìn cũng như tấn công cảm tử. Theo ông Fedorov, UGV đã được thử nghiệm trên địa hình phức tạp, có ổ gà, rào chắn, cây đổ, ván nhún, cát, mương nước và chịu ảnh hưởng của tác chiến điện tử. Các nhà phát triển đã xem xét tính năng của UGV như khả năng chống nước, tốc độ, mức độ tiếng ồn cũng như khả năng di chuyển trên môi trường phức tạp. Quan chức Ukraine nhấn mạnh, việc thử nghiệm trong điều kiện gần tương đương với tiền tuyến là giai đoạn bắt buộc đối với bất kỳ sự phát triển nào. Các nhà sản xuất hiểu được những gì cần phải sửa chữa để không có bất ngờ nào xảy ra trong quá trình tác chiến. Trong khi đó, thừa hưởng số lượng lớn khí tài quân sự từ thời Liên Xô cũng như xu hướng phát triển robot chiến đấu trên bộ, Nga trong nhiều thập kỷ qua đã phát triển và thử nghiệm nhiều hệ thống điều khiển để robot hóa các loại trang bị chiến đấu trên bộ. Tập đoàn quốc doanh Rostec của Nga đã có nhiều chương trình phát triển robot chiến đấu trên bộ dựa trên nền tảng phương tiện chiến đấu lục quân đáng chú ý. Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2022, Rostec đã trình diễn phiên bản robot của BMP3 với mô-đun chiến đấu tự động Sinista. Nó được trang bị pháo tự động 2A72 30mm, súng máy song song 7,62mm và pháo chính A270 100mm. Toàn bộ cơ chế chiến đấu và hỏa lực đều tương tự như xe chiến đấu BMP3, phiên bản có người lái tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhờ là phiên bản không người lái, robot chiến đấu này có thể hoạt động trong các tình huống nguy hiểm, đe dọa sinh mệnh của các thành viên kiếp lái. Cùng với đó, Viện Nghiên cứu Khoa học Toàn Nga, Shino, đã giới thiệu tổ hợp thiết bị robot hóa Prometheus giúp chuyển đổi bất kỳ phương tiện chiến đấu mặt đất nào thành robot chiến đấu không người lái. Nhờ thiết kế dạng mô đun lắp ghép, quá trình robot hóa cũng có thể đảo ngược để phương tiện trở lại nguyên gốc với kiếp lái điều khiển thông thường. Ông Zelensky xoay sở kế hoạch B sau khi cực ông Trump thất cử. Theo RT, vừa qua, hãng thông tấn Ukrainska Pravda đã hé lộ về việc Tổng thống Volodymyr Zelensky và đội ngũ của ông đánh cược vào chiến thắng của bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nguồn tin của Pravda cho biết, ngay trước thêm bầu cử ngày 5 tháng 11, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak đã chấn an các quan chức khác. Ông Yermak nói họ không cần lo lắng và bà Harris sẽ chiến thắng. Vì sự chuẩn bị này, đội ngũ của ông Zelensky đã phải nhanh chóng vạch ra kế hoạch B khi ông Trump đánh bại bà Harris. Các quan chức Ukraine cho rằng ông Trump là người khó đoán và việc nước này gia nhập NATO có thể bị cản trở bởi ứng viên Đảng Cộng Hòa. Hãng thông tấn Ukraine viết, phía Ukraine hiểu rõ rằng nhiều những người theo chủ nghĩa MAGA không phải là bạn của Kiev. Và trái ngược với những tuyên bố gần đây của ông Trump, Đảng Cộng Hòa vẫn chưa đưa ra một lộ trình cụ thể để chấm dứt xung đột. Một quan chức khác tiết lộ rằng, giới lãnh đạo Ukraine hiện đang phải thận trọng để tránh làm phận lòng ông Trump do lo ngại Washington sẽ áp đặt những điều khoản hòa bình bất lợi lên Kiev. Quan chức này nói, nếu ông Trump không tham gia, mọi nỗ lực đàm phán đều không có hiệu quả. Tuy nhiên, theo cựu ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump buộc Ukraine phải đàm phán với Nga bằng cách hạn chế triệt để viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev, tình hình có thể trở nên vô cùng tồi tệ. Ông Kuleba nói trong cuộc phỏng vấn với Politico mới đây, tiền tuyến ở Donbass sẽ sụp đổ và Nga sẽ đứng ngay ở cửa ngõ Dnipro, Poltava và Zaporizhia. Đó sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất đối với Ukraine trong cuộc xung đột này. Cựu Ngoại trưởng Ukraine cho rằng chính quyền Nga không thực sự quan tâm đến các cuộc đàm phán thực sự. Ông Kuliba cho biết, ông không thấy cơ hội thành công nào cho kế hoạch của ông Trump nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine, vì Tổng thống Vladimir Putin kỳ vọng sẽ làm phương Tây kiệt sức và cuối cùng đạt được mục đích của Nga. Ông Kuliba không rõ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chấp thuận đạt được hòa bình với những yêu cầu mà Nga chắc chắn đưa ra hay không. Theo ông Kuliba, điều quan trọng là phải biết các đối tác châu Âu sẽ hành động như thế nào và họ có thể bù đắp tình trạng thiếu hụt vũ khí cho Ukraine ở mức độ nào nếu Mỹ dừng viện trợ. Ukraine ngàn cân treo sợi tóc, ông Trump hành động quyết liệt. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyansky cáo buộc chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden đã gia tăng hỗ trợ Ukraine nhằm gây rối loạn cả ở Liên bang Nga và với đội ngũ mới tại Nhà Trắng. Ông Polyansky cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang sợ hãi trước việc ông Trump quay trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025 và ông Zelensky có lý do để lo ngại. Phó Đại sứ Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc nói Ngay cả khi chúng ta gạt sang một bên dự đoán rằng ông Donald Trump sẽ cắt giảm viện trợ cho Ukraine điều mà đối với quân đội Ukraine sẽ là một bản án tử hình thì ngày càng rõ ràng rằng ông ấy và đội ngũ của mình dù thế nào đi nữa sẽ tiến hành một cuộc kiểm toán đối với viện trợ đã được cung cấp cho Kiev. Theo ông Polianski, Liên bang Nga đã nhiều lần đề xuất đàm phán, nhưng Ukraine và các đồng minh phương Tây lại ưu tiên cho sự leo thang xung đột. Ông Polianski cảnh báo rằng, quyết định của chính quyền Biden và các đồng minh châu Âu khi cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga đã đặt thế giới bên bờ vực của một cuộc xung đột hạt nhân toàn cầu. Ông cũng tuyên bố, chúng tôi sẽ đáp trả dứt khoát trước mỗi làn sóng căng thẳng từ phương Tây, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow tin đó là quyền của mình khi sử dụng vũ khí chống lại các cơ sở quân sự của những nước cho phép sử dụng vũ khí chống lại các cơ sở của chúng tôi. Theo hãng tin Reuters, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump chưa đưa ra bình luận nào về phát biểu của Phó Đại sứ Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Robert Wood cho biết, Washington sẽ tiếp tục đẩy mạnh viện trợ an ninh cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng của nước này, bao gồm cả phòng không, và đặt Ukraine vào vị trí tốt nhất có thể trên chiến trường. Trong khi đó, Tờ Politico mới đây đưa tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn ông Keith Kellogg, người đã trình bày với ông về kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine, làm đặc phái viên dẫn đầu về hòa đàm đối với cuộc xung đột này. Trung tướng về Hugh Kellogg, 80 tuổi, từng là cố vấn an ninh quốc gia cho cựu phó tổng thống Mike Pence. Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng, ông Kellogg đã làm việc cùng tôi ngay từ đầu và sẽ đảm bảo hòa bình thông qua sức mạnh, cũng như làm cho nước Mỹ và thế giới an toàn trở lại. Giới quan sát cho rằng, Động thái trên không thể giúp các đồng minh châu Âu nguôi đi nỗi lo rằng ông Trump sẽ cố gắng vãn hồi hòa bình giữa Nga và Ukraine. Các nhà lãnh đạo phương Tây lo ngại rằng các điều khoản của ông Trump có thể gây tổn hại lâu dài cho Ukraine, bao gồm cả việc gây sức ép buộc Kiev nhượng bộ lãnh thổ hoặc không cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh đầy đủ để đối phó lực lượng Nga trong tương lai. Giải mã thời điểm ông Biden ra quyết định đảo ngược chính sách với Ukraine. Những quyết định gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi cho phép Ukraine phóng tên lửa vào sâu hơn trong lãnh thổ Nga và cung cấp cho Kiev mìn chống bộ binh gây tranh cãi đã được đưa ra bởi một thực tế mới khắc nghiệt, đó là Nga tăng cường lực lượng. Ukraine chịu nhiều tổn thất trên chiến trường và chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống đã đẩy Ukraine vào vị thế có lẽ là yếu nhất trong gần 3 năm. Sự thay đổi hướng đi này cũng cho thấy một kịch bản đã diễn ra nhiều lần, vì ông Biden thường phản đối việc nâng cấp vũ khí cho Kiev do lo ngại gia tăng căng thẳng với Nga, nhưng lại nhượng bộ vài tháng sau đó. Tuy nhiên, sự đảo ngược gần đây đang nhận được cả những lời hoan nghênh và chỉ trích từ các đồng minh châu Âu. Những người nói rằng Ukraine cần mọi lợi thế trong những tuần tới, song không giấu giếm sự thất vọng vì phải đến tận bây giờ, nhà lãnh đạo Mỹ mới cung cấp các vũ khí đó. Ông Kurt Volker, người từng là đại sứ Mỹ tại NATO dưới thời cựu Tổng thống George Bush và là đặc phái viên tại Ukraine trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump cho biết, những thay đổi này đã quá hạn từ lâu và ông Biden có lẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Moscow khi không gửi những vũ khí mạnh hơn sớm hơn. Ông Volker đánh giá, điều đó đã mang đến cho Nga cảm giác miễn trừ. Họ biết họ có không gian an toàn, họ biết chúng ta không muốn leo thang và họ có thể tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công và có những động thái mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông Biden rất nhạy cảm với nguy cơ tổng thống Vladimir Putin có thể gia tăng xung đột một cách nguy hiểm và có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu ông cảm thấy bị đe dọa. Các quan chức nhà trắng cho biết quyết định của ông Biden bị chi phối bởi các điều kiện chiến trường đang thay đổi. Theo hai quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ. Các cuộc thảo luận về việc cho phép sử dụng mìn chống bộ binh và tên lửa tầm xa ATACMS bắt đầu vào cuối tháng 10, nhưng không có quyết định nào được đưa ra cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống. Nhìn chung, các diễn biến hiện tại cho thấy một trong những thành tựu chính sách đối ngoại lớn nhất của ông Biden đang bị đe dọa nhà lãnh đạo Mỹ đã tuyên bố vào năm 2022 rằng ông Putin không thể tiếp tục nắm quyền, nhưng hiện nay dường như canh bạc của ông Putin đặt cược vào việc có thể vượt qua sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine đang dần thành hiện thực. Tổng thống Biden đã được ca ngợi vì cách xử lý cuộc xung đột khi giữ vai trò lãnh đạo Liên minh phương Tây hỗ trợ Kiev bằng viện trợ và vũ khí cũng như giám sát việc mở rộng NATO. Tuy nhiên, ông cũng bị một số đồng minh chỉ trích vì quá chậm trễ trong việc cung cấp cho Ukraine vũ khí tiên tiến mà nước này yêu cầu, trong đó Atak MS là minh chứng mới nhất. Quyết định gây tranh cãi về việc gửi mìn chống bộ binh, một vũ khí mà nhiều nước đã từ bỏ cách đây vài năm vì lý do nhân đạo, cho thấy Nhà Trắng nhìn nhận tình hình cấp bách như thế nào, các quan chức Mỹ cho hay. Trong suốt cuộc xung đột, mối lo ngại của ông Biden rằng Tổng thống Putin có thể phản ứng mạnh với một hành động mà ông cho là khiêu khích, thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí sinh học, đôi khi khiến ông bất đồng với các cố vấn hàng đầu của mình. Nỗi sợ gia tăng với Nga của ông Biden cũng là yếu tố quan trọng trong quyết định của ông khi giới hạn vũ khí được cung cấp cho Ukraine. Các cố vấn của ông Biden nói rằng Tổng thống đã thể hiện sự thận trọng phù hợp, xét đến rủi ro của một cuộc chiến tranh hạt nhân và cho biết các quyết định của ông được thúc đẩy bởi nhân tố chính sách nhiều hơn là nỗi sợ leo thang. Những cố vấn này cũng hạ thấp quan điểm cho rằng việc cung cấp vũ khí sớm hơn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình xung đột. Nhiều quan chức châu Âu phản đối mạnh mẽ nói rằng Mỹ chỉ hành động vừa đủ để Ukraine tiếp tục chiến đấu nhưng không đủ để nước này giành chiến thắng. Mỹ tiếp sức cho Ukraine cựu tình báo Anh tuyên bố xung đột với Nga. Hai quan chức Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị một gói viện trợ vũ khí trị giá 725 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Ông Biden đang cố gắng hỗ trợ Kiev trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1. Reuters dẫn lời một quan chức nắm được tình hình cho biết, Tổng thống Biden có kế hoạch cung cấp nhiều loại vũ khí chống tăng từ kho dự trữ của Mỹ, bao gồm mìn, máy bay không người lái, tên lửa Stinger và đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS nhằm giúp Ukraine ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga, gói này cũng sẽ bao gồm các loại đạn trùm thường thấy trong các hệ thống tên lửa phóng loạt có điều khiển, GMLRS được phóng bằng bệ phóng HIMARS. Một quan chức Mỹ cho biết chính quyền sẽ gửi thông báo về gói vũ khí này tới Quốc hội vào đầu tuần tới. Nội dung và quy mô của gói viện trợ có thể thay đổi trong những ngày tới trước khi được Tổng thống Biden ký. Gói viện trợ mới cho thấy sự gia tăng mạnh về quy mô so với đợt ông Biden dùng quyền quyết định của Tổng thống nhằm cho phép lấy vũ khí từ kho của Mỹ để hỗ trợ đồng minh trong trường hợp khẩn cấp. Tổng thống Biden ước tính đã có từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội phê duyệt để ông có thể sử dụng trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang rằng co quyết liệt trên nhiều mặt trận, cựu giám đốc cơ quan tình báo Anh MI6, ông Richard Dillard cho biết chính phủ Anh nên coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc xung đột thực sự với Nga. Ông Delop lưu ý rằng Moscow đã đưa hàng chục quan chức Anh vào danh sách đen vào đầu tuần này và hỏi ông rằng chính phủ Anh nên phản ứng như thế nào. Cựu điệp viên này cho biết, chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng người Nga nghĩ rằng họ đang trong tình trạng xung đột với chúng ta. Ông nói thêm rằng, Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk, đã gọi đó là tình hình trước xung đột. Tôi nghĩ ông ấy đã sai Tôi nghĩ đó là một cuộc xung đột thực sự. Bây giờ, điều đó không có nghĩa là trong tâm trí người Nga, xung đột quân sự mà có nghĩa là xung đột hỗn hợp hoặc các loại xung đột khác nhau trong các lĩnh vực lợi ích khác nhau. Ông Delop cũng lưu ý rằng anh nên duy trì một số kênh liên lạc thay vì không có liên hệ gì như hiện nay. Các quan chức Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine thực tế chính là sự tham gia trực tiếp của họ vào cuộc xung đột. Khả năng Moscow sẽ tấn công các căn cứ quân sự của NATO Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev không loại trừ khả năng Moscow sẽ phải tấn công các căn cứ quân sự của NATO trong trường hợp gia tăng căng thẳng vì việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây chống Nga. Ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Al Arabiya rằng nếu xung đột phát triển theo kịch bản gia tăng căng thẳng, không thể loại trừ bất cứ điều gì vì các thành viên NATO thực sự đã tham gia hoàn toàn vào cuộc xung đột này. Ông Medvedev có phát biểu trên khi nhận được câu hỏi liệu Nga có thể tập kích các trung tâm quân sự ở Romania và Ba Lan hay không? Nếu các tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất vẫn tiếp tục được sử dụng để nhắm bắn nước này. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga lưu ý, các quốc gia phương Tây đang chiến đấu vì phe Ukraine không chỉ bằng cách chuyển giao vũ khí và cung cấp tiền tài trợ mà còn trực tiếp đối đầu với các lực lượng Moscow khi cung cấp thông tin mục tiêu trên lãnh thổ Nga và kiểm soát các tên lửa của Mỹ và châu Âu. Ông Medvedev nhấn mạnh, ngay cả kịch bản khó khăn và buồn nhất cũng có thể xảy ra Chúng tôi không muốn kịch bản như vậy Chúng tôi đã nói đi nói lại điều đó nhiều lần Chúng tôi muốn hòa bình Nhưng hòa bình này phải tính đến lợi ích của Nga Trước đó Tổng thống Nga Putin cho biết Sau tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak MS của Mỹ đã tấn công Nga Tên lửa Storm Shadow của Anh tấn công các cơ sở quân sự ở khu vực Bryansk và Kursk. Ông khẳng định hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn hầu hết các tên lửa này để đáp trả việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do các nước này viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuần trước, Tổng thống Putin đã phê chuẩn học thuyết hạt nhân chiến thuật sửa đổi theo hướng hạ thấp ngưỡng sử dụng biện pháp gian đề hạt nhân. Học thuyết sửa đổi nêu rõ, bất kỳ cuộc tấn công nào của một cường quốc phi hạt nhân được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân sẽ bị coi là cuộc tấn công chung nhằm vào Nga. Bất kỳ cuộc tấn công nào của một thành viên trong khối quân sự cũng sẽ bị coi là cuộc tấn công của toàn bộ liên minh. Tướng hàng đầu NATO cảnh báo về cuộc đối đầu không thể kiểm soát với Nga. Tướng Christian Badia, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chuyển đổi Đồng minh ACT cho biết, khối NATO do Mỹ đứng đầu đã bị cuốn vào một cuộc giao tranh chống lại Nga và những nước hậu thuẫn nước này, trong đó việc định hình trật tự thế giới mới đang bị đe dọa. Tướng Christian Badia tuyên bố, Nga đang tiến hành một cuộc giao tranh hỗn hợp chống lại phương Tây, đồng thời cảnh báo rằng Cuộc xung đột đang diễn ra có thể phát triển theo cách không thể kiểm soát bất cứ lúc nào bởi có quá nhiều vùng xám và tính toán sai lầm là rủi ro lớn nhất. Vị tướng này tin rằng sự căng thẳng hỗn hợp đang diễn ra đã trở nên quá mức. Ông nói, cuộc đối đầu với Nga không chỉ là chiến tranh lạnh 2.0, ở đây chúng ta đang nói về một trật tự thế giới mới. Đồng thời tuyên bố rằng các đối thủ của NATO đang cùng nhau phát triển vũ khí siêu thanh, vệ tinh và đạt được những tiến bộ trong không gian mạng. Mặc dù không đưa ra bất kỳ sự kiện nào để chứng minh cho những tuyên bố như vậy, nhưng tuyên bố rằng Nga cũng được một số quốc gia khác hậu thuẫn, sẵn sàng thách thức sự thống trị của phương Tây. Đánh giá của tướng Badia về sự bế tắc giữa Moscow và NATO tương đồng với nhận xét của các quan chức cấp cao của Nga, những người đã mô tả tình hình như một cuộc giao tranh hỗn hợp, đặc biệt là khi đề cập đến áp lực trừng phạt ngày càng gia tăng và sự hỗ trợ quân sự lâu dài của phương Tây đối với Ukraine. Nga đã nhiều lần bác bỏ tuyên bố của các quan chức cấp cao của các nước NATO rằng sự tham gia tích cực của khối này vào cuộc xung đột ở Ukraine không khiến khối này trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột này. Trước đó vào tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng đã từng nhấn mạnh Moscow không muốn gia tăng xung đột ở Ukraine và phương Tây bị kéo vào tham gia trực tiếp. Song ông nhấn mạnh điều này chắc chắn sẽ xảy ra nếu như Kiev sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông nói, đó sẽ là cuộc xung đột trực tiếp của NATO chống lại Nga. NATO đã tiến hành cuộc xung đột chống lại Nga, nhưng đó là cuộc xung đột mượn tay Ukraine. Nếu chúng ta đang nói về các loại tên lửa tầm xa, rõ ràng Ukraine sẽ không thể tự sử dụng chúng. Ông nhấn mạnh, các nhiệm vụ như dẫn đường mục tiêu, thu thập dữ liệu từ vệ tinh và thiết lập nhiệm vụ bay chỉ có thể được thực hiện bởi chuyên gia từ các nước sản xuất chính loại vũ khí đó. EU chuẩn bị kho vũ khí chủ lực đối đầu chính quyền Trump 2.0. Theo tờ Politico Mỹ, ngày trước thêm Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, Liên minh châu Âu-EU đã chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với nguy cơ bùng phát chiến tranh thương mại xuyên đại Tây Dương. Theo số liệu hiện tại, EU đang có thẳng dư thương mại kỷ lục với Mỹ, dự kiến đạt 230 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu-EC Ursula von der Leyen đã đề xuất giải pháp mềm dẻo, ban đầu là tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG từ Mỹ thay vì nga. Tuy nhiên, Brussels cũng đã chuẩn bị sẵn kho vũ khí phong thủ thương mại trong trường hợp đàm phán thất bại. Theo ông Bercero, cựu đại diện EC tại Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, EU cần sẵn có phương án trả đũa đáng tin cậy để đảm bảo vị thế đàm phán. Dưới đây là những công cụ chính mà EU có thể sử dụng. Đầu tiên, biện pháp trả đũa trực tiếp nhắm vào các sản phẩm của Mỹ. EU từng áp dụng thành công chiến thuật này năm 2018 bằng cách tăng thuế đối với các mặt hàng đến từ các bang chiến trường quan trọng của Mỹ. Điển hình là việc áp thuế 56% với xe máy Harley Davidson, khiến hãng này phải chuyển một phần sản xuất sang Thái Lan. Kết quả là doanh số của Harley Davidson tại khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi đã sụt giảm mạnh từ 44.000 xe năm 2019 xuống còn 27.000 xe. Thứ hai, EU có thể kích hoạt công cụ chống cưỡng bức ACI được ví như bazooka vũ khí có hỏa lực tương đối mạnh. Đây là biện pháp dằn đe nhằm chống lại hành vi bắt nạt thương mại. Điểm đặc biệt của công cụ này là bắt đầu bằng đối thoại hợp tác trước khi áp dụng các biện pháp trừng phạt. Thứ ba, EU có thể kiện Mỹ ra tổ chức thương mại thế giới với WTO, mặc dù biện pháp này khó mang lại kết quả cụ thể, do Mỹ đã vô hiệu hóa cơ chế phúc thẩm của WTO, nhưng nó thể hiện cam kết của EU với thương mại dựa trên luật lệ. Thứ tư, EU có thể tiến hành điều tra chống bán phá giá hoặc trợ cấp đối với hàng hóa Mỹ. Mặc dù đây là công cụ hợp pháp theo WTO, nhưng thời gian điều tra kéo dài trên một năm, khiến nó không phải là lựa chọn tối ưu cho phản ứng nhanh. Thứ năm, EU có thể áp đặt các rào cản kỹ thuật trong thương mại. Đây là những yêu cầu đặc biệt về sản phẩm có thể gián tiếp hạn chế hàng nhập khẩu. Hiện, Mỹ đã phản nàn về một số quy định của EU như quy định về phá rừng hay quy tắc về an toàn sản phẩm. Cuối cùng, EU có thể sử dụng công cụ mua sắm quốc tế để hạn chế tiếp cận thị trường đấu thầu công của châu Âu. Tuy nhiên, hiệu quả của biện pháp này có thể bị hạn chế do Mỹ đã có nhiều ngoại lệ trong các quy định về nội địa hóa đấu thầu. Mỗi công cụ đều có ưu và nhược điểm riêng và EU sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn phương án phù hợp, vừa bảo vệ được lợi ích thương mại của mình, vừa tránh làm leo thang căng thẳng không cần thiết với đối tác quan trọng là Mỹ. Trên cơ sở đó, Chủ tịch von der Leyen và ông Maros Sarkovic, Ủy viên Thương mại sắp tới của EU, vẫn đề ngỏ khả năng đàm phán với chính quyền Trump bằng cách đề xuất nới lỏng một số rào cản kỹ thuật hiện có, thể hiện thiện chí của EU trong việc tìm kiếm giải pháp hài hòa cho cả hai bên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đối mặt với áp lực từ chức. Sau hơn 2 ngày tham vấn chính trị với lãnh đạo các chính đảng tại Quốc hội, Thủ tướng Pháp Michael Barnier vẫn bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ cho dự luật ngân sách năm 2025. Đảng đối lập cực tả nước Pháp bất khuất dẫn đầu liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới NFP loại bỏ mọi khả năng đồng thuận đối với dự luật ngân sách năm 2025 của chính phủ. Đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN tiếp tục nhấn mạnh sẽ ủng hộ bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu Thủ tướng Michael Barnier không đáp ứng các yêu cầu sửa đổi mà đảng này đặt ra, nhất là về bãi bỏ tăng thuế điện và đảm bảo tăng lương hưu theo lộ trình đã cam kết. Do không có thế đa số, Thủ tướng Michael Barnier nhiều khả năng sẽ phải vận dụng điều 49.3 trong hiến pháp để áp đặt thông qua. Tuy nhiên, Động thái này đồng nghĩa sẽ kích hoạt một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội đối với ông Michael Barnier mà các lực lượng đối lập đã cảnh báo. Điều đó có thể khiến chính phủ mới chỉ được hình thành cách đây hơn 2 tháng sụp đổ. Hai lực lượng đối lập chính là Đảng cực tả Nước Pháp bất khuất và Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia RN được cho rằng tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải chịu trách nhiệm cho tình trạng bế tắc chính trị hiện nay tại Pháp, đồng thời kêu gọi người đứng đầu nước Pháp từ chức nếu chính phủ non trẻ của Thủ tướng Michael Barnier không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, nhiều nghị sĩ quốc hội tự do và chính trị tài Pháp cũng đánh giá sự ra đi của tổng thống Macron sẽ giải quyết tình hình hỗn loạn chính trị hiện nay. Phát biểu trên đài BFMTV, thị trưởng thành phố Metz, cựu bộ trưởng ngân sách Pháp và là thành viên đảng Những người Cộng hòa, cánh hữu của thủ tướng Barnier. Ông Jean-François Cop cho rằng tổng thống cần phải chịu trách nhiệm cho tình hình xuất phát từ quyết định bất ngờ giải tán quốc hội hồi tháng 6 năm 2024. Ông Jean François Cop nói, chỉ có duy nhất một lối thoát cho tình hình hiện nay, đó là tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới trước thời hạn. Tổng thống cũng cần hiểu rằng, ông ấy không thể tại vị đến năm 2027, đây là điều không thể. Theo cuộc thăm dò do Viện nghiên cứu Elabe thực hiện mới đây, 63% người Pháp được hỏi ủng hộ tổng thống Emmanuel Macron từ trước trong trường hợp chính phủ của Thủ tướng Michael Barnier sụp đổ. Về phần mình, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến nay vẫn loại bỏ khả năng từ chức. Trước đó vào tháng 9 năm 2024, Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất từng gửi đề xuất phế chốt Tổng thống Pháp Macron với lý do từ chối bổ nhiệm bà Lucy Castet vào vị trí thủ tướng, ứng cử viên của Liên minh cánh tả NFP, lực lượng về đầu tại cuộc bầu cử quốc hội tháng 7 năm 2024, nhưng đề xuất này đã bị Ủy ban Pháp luật Quốc hội bác bỏ. Mỹ nói Nga sẽ không có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật Ngày 28 tháng 11, hãng tin Reuters trích dẫn 5 nguồn thạo tin tình báo Mỹ cho biết quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga không làm tăng nguy cơ tấn công hạt nhân chiến thuật, bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một loạt đánh giá tình báo trong 7 tháng qua đã kết luận việc gia tăng hạt nhân chiến thuật khó có khả năng xảy ra từ quyết định nới lỏng hạn chế về việc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ. Các nguồn tin cho biết quan điểm này không thay đổi sau khi Tổng thống Joe Biden điều chỉnh lập trường của Mỹ, cho phép Ukraine sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS tầm xa tấn công lãnh thổ Nga. Một trợ lý trong Quốc hội Mỹ được tiếp cận với các báo cáo này cho biết, các đánh giá nhất quán chỉ ra rằng việc cung cấp Atak MS cho Ukraine không thay đổi tính toán hạt nhân chiến thuật của Nga. Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, Tình báo Mỹ cho rằng những tuyên bố này mang tính chất gian đe hơn là chiến lược thực tế. Các nguồn tin nói với hãng tin Reuters dựa vào những đánh giá tình báo ban đầu đánh giá thấp nguy cơ gia tăng hạt nhân chiến thuật, có thể thấy những lo ngại về hạt nhân chiến thuật đã bị phóng đại và quyết định cho phép sử dụng ATACMS đã quá muộn khi mà Moscow đã có thêm những bước tiến gần đây tại Ukraine. Việc điều chỉnh chính sách của Mỹ không phải không gây tranh cãi, một số quan chức tại Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vẫn lo ngại rằng quyết định này có thể khiến Nga trả đũa bằng các chiến thuật nguy hiểm khác. Một trong năm quan chức Mỹ cho biết, mặc dù Washington đánh giá Nga sẽ không tìm cách gia tăng căng thẳng bằng lực lượng hạt nhân chiến thuật, nhưng nước này sẽ cố gắng đáp trả tương xứng với những gì họ coi là gia tăng nghiêm trọng từ phía Mỹ. Quan chức này nói việc triển khai tên lửa mới là một phần của nỗ lực đó. Ban đầu các quan chức phản đối động thái này, viện dẫn lo ngại về sự gia tăng căng thẳng và không chắc chắn về phản ứng của Putin. Một số quan chức bao gồm ở Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao lo ngại về khả năng trả đũa nhằm vào nhân viên quân sự và ngoại giao Mỹ cũng như tấn công các đồng minh NATO. Những người khác đặc biệt lo ngại về gia tăng xung đột hạt nhân chiến thuật. Theo các đánh giá tình báo từ đầu mùa hè năm nay, thì mặc dù Tổng thống Putin thường đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhưng Moscow khó có khả năng thực hiện bước đi như vậy, một phần vì chúng không mang lại lợi ích quân sự rõ ràng. Các quan chức tình báo mô tả lựa chọn hạt nhân chiến thuật là phương sách cuối cùng của Nga và Tổng thống Putin sẽ dùng các biện pháp trả đũa khác trước, ám chỉ đến các hoạt động hỗn hợp gồm lôi kéo các nước khác và tấn công mạng. Tuy nhiên, một số quan chức trong Nhà Trắng và Lầu Năm Góc lập luận rằng việc cho phép Kiev sử dụng tên lửa để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ đặt Kiev, Mỹ và các đồng minh của Mỹ vào nguy hiểm chưa từng có, khiến Tổng thống Putin trả đũa bằng vũ lực hạt nhân hoặc các chiến thuật mạnh mẽ khác bên ngoài vùng xung đột. Hezbollah nói đã chiến thắng Israel, Hamas tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn. Theo Times of Israel, mới đây, lực lượng Hezbollah đã đưa ra tuyên bố chính thức đầu tiên sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Phía Hezbollah cho biết, chúng tôi đã giành chiến thắng, Israel đã thất bại trong việc thiết lập vùng đệm quân sự tại các khu vực mà họ muốn. Hezbollah đang theo dõi việc Israel rút quân ra khỏi biên giới Liban trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục kháng cự và duy trì các nỗ lực ủng hộ Palestine. Israel hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố trên. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah chính thức có hiệu lực từ 4 giờ sáng ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương. Thỏa thuận do Mỹ, Pháp làm trung gian, quy định Israel sẽ dần rút quân khỏi miền Nam Liban trong vòng 60 ngày, trong khi Hezbollah chấm dứt hiện diện vũ trang ở phía nam sông Litani, cách biên giới với Israel khoảng 29 km. Quân đội Liban sẽ quản lý vùng lãnh thổ sát biên giới với Israel để đảm bảo Hezbollah không tái xây dựng cơ sở hạ tầng tại đó. Israel tuyên bố sẽ tấn công quyết liệt Hezbollah trở lại nếu phát hiện nhóm vi phạm thỏa thuận hoặc cố gắng tái vũ trang. Ông Hassan Fadlala, nghị sĩ đại diện cho Hezbollah tại Quốc hội Liban, cho biết nhóm vũ trang đang phối hợp đầy đủ để hỗ trợ quân đội Liban triển khai lực lượng ở miền Nam theo quy định trong thỏa thuận. Hàng chục nghìn người dân Liban đang trở về nhà sau khi phải sơ tán do giao tranh, gây tắc nghẽn giao thông tại tuyến đường từ thủ đô Beirut xuống phía Nam. Theo Al Jazeera, lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas đã thông báo về việc sẵn sàng ngừng bắn ở giải Gaza sau khi thỏa thuận giữa Israel và Hezbollah chính thức có hiệu lực. Một quan chức cấp cao Hamas cho biết, chúng tôi đã thông báo cho các bên trung gian hòa giải ở Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Hamas sẵn sàng cho một thỏa thuận nghiêm túc về việc ngừng bắn và trao đổi con tin. Trong khi đó, phát ngôn viên Hamas Shami Abujuri nói rằng, nhóm này đánh giá cao việc Hezbollah đạt được một thỏa thuận để bảo vệ người dân Liban. Ông Abujuri nói, hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Liban sẽ mở đường cho một động thái tương tự ở giải Gaza. Liên Hợp Quốc kêu gọi thỏa thuận ngừng bắn đem lại hòa bình ở Trung Đông. Mới đây, phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Lisbon, cùng Thủ tướng nước chủ nhà Nha Luis Montenegro, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá đây là thời khắc rất quan trọng, nhất là với những người dân đã phải chịu cái giá quá đắt từ căng thẳng kéo dài gây nhiều thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng. Theo tổng thư ký, thỏa thuận là bước tiến lớn, song các bên tham gia ký kết cần tuân thủ tuyệt đối và chính thỏa thuận sẽ mở đường cho một giải pháp chính trị giúp xử lý khủng hoảng Lebanon. Ông cũng cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại bang, UNIFIL, đã sẵn sàng tham gia tiến trình giám sát ngừng bắn. Đề cập các xung đột khác, ông Guterres nhấn mạnh yêu cầu về một nền hòa bình bền vững ở Ukraine, gắn với việc tôn trọng hiến trương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ với từng quốc gia. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi về hòa bình của giải Gaza thông qua một lệnh ngừng bắn tức thời, phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả con tin còn đang bị giam giữ, cho phép hàng hóa nhân đạo được tiếp cận không hạn chế với người dân Gaza đang chịu ảnh hưởng từ xung đột. Nhiều quốc gia châu Âu cũng đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Ngoại trưởng Na Espen Baai bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ giúp những người phải di rời ở cả Liban và Israel có thể trở về nhà. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Na Uy cũng kêu gọi khởi động các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn tương tự giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza để đảm bảo rằng người dân Gaza sẽ nhận được viện trợ nhân đạo và đảm bảo việc thả các con tin. Thủ tướng Hà Lan Dick Serb cũng hoàn ngành thỏa thuận ngừng bắn nói trên, đồng thời cho rằng điều quan trọng nhất là tất cả các bên phải cam kết thực hiện ngay từ bây giờ, để tình hình có thể hạ nhiệt và công dân ở cả hai bên biên giới có thể trở về nhà an toàn. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Slovenia đánh giá lệnh ngừng bắn là bước đi quan trọng, giúp đạt được sự ổn định trong khu vực. Điều này cho thấy ý chí, cam kết và hòa bình là điều có thể, từ đó giúp truyền cảm hứng cho những nỗ lực ở Gaza. Thủ tướng Italy, bà Giorgia Meloni đánh giá lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah là một diễn biến rất quan trọng, nhưng nhấn mạnh chỉ nên xem đây là điểm khởi đầu để từ đó nắm bắt cơ hội này nhằm xây dựng sự ổn định lâu dài cho khu vực bà Meloni cũng kêu gọi thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc thông qua việc tăng cường phái bộ gìn giữ hòa bình UNIFIL ở miền Nam Liên bang, đặc biệt là nâng cao năng lực của lực lượng vũ trang Liên bang. Đây là điều kiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu của lệnh ngừng bắn và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Pháp nêu quan điểm việc Thủ tướng Israel được miễn trừ lệnh bắt của ICC Bộ Ngoại giao Pháp mới đây đã ra tuyên bố tái khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế sau khi Tòa hình sự quốc tế ICC phát lệnh bắt thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, tuy nhiên bộ này cũng nói rằng Israel được hưởng quy tắc miễn trừ áp dụng cho quốc gia không phải thành viên ICC. Bộ ngoại giao Pháp cho hay, một quốc gia không thể bị buộc phải hành động theo cách không phù hợp với nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế liên quan quyền miễn trừ dành cho bên không phải thành viên ICC. Quyền miễn trừ như vậy áp dụng đối với thủ tướng Netanyahu cùng các bộ trưởng và cần được xem xét nếu ICC yêu cầu chúng tôi bắt và giao nộp họ. Trước đó, ICC đã phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Netanyahu, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Galan và thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas, Ibrahim al-Masri, còn gọi là Mohammed Deif, với cáo buộc về tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh trong xung đột Gaza. Theo đó, 124 nước thành viên ICC có nghĩa vụ bắt nếu ông Netanyahu, ông Galan và ông Deif tới lãnh thổ của họ. Israel không phải thành viên ICC. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, EU, ông Joseph Orell cho biết lệnh bắt của ICC có tính ràng buộc và cần được thực hiện. Tuy nhiên, không giống một số quốc gia châu Âu, Pháp duy trì lập trường thận trọng hơn đối với các lệnh bắt. Trong khi Hà Lan, Thụy Sĩ, Ireland, Italia, Thụy Điển, Bỉ và Na Uy đều tuyên bố sẽ thực hiện các cam kết và nghĩa vụ theo quy chế Rome và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia Guido Crosetto nhấn mạnh rằng ICC đã sai khi đặt Thủ tướng Netanyahu và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Galan ngang hàng với Hamas. Áo cũng cho biết họ sẽ tuân thủ quyết định của ICC, nhưng Ngoại trưởng Áo Al, Alexander Schallenberg thừa nhận lệnh bắt giữ này hoàn toàn khó hiểu. Ngoại trưởng Hà Lan Kaspar Van Kamp phát biểu trước quốc hội nước này rằng chính quyền sẽ hành động theo lệnh bắt giữ và tránh các cuộc tiếp xúc không cần thiết với những người bị ICC nêu tên. Văn phòng Thủ tướng Israel mô tả phán quyết của ICC là lời nói dối vô lý và sai trái, đồng thời cho rằng đây là quyết định chống do Thái. Văn phòng của ông Netanyahu cũng tuyên bố nước này sẽ không nhượng bộ trước áp lực, sẽ không nản lòng và không rút lui cho đến khi đã được tất cả các mục tiêu kế hoạch quân sự ở giải Gaza. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Israel Kass tuyên bố chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ công dân Israel với quyết tâm và niềm tự hào đứng vững trước bất kỳ ai cố gắng phá hoại quyền tự vệ của chúng tôi.